Nhung Enric quên bật khóc nức nở ngày ra mắt Real Madrid. Vừa qua, tiền đạo trẻ Enric đã không cần nổi những giọt nước mắt trong lễ ra mắt Real Madrid trước đông đảo người hâm mộ. Enric ký hợp đồng với Los Blancos vào tháng 12 năm 2022, nhưng chỉ có thể chính thức gia nhập câu lạc bộ sau ngày 21 tháng 7 năm 2024 khi anh bước sang tuổi 18. Cách đây gần một tuần, Enric đã tổ chức sinh nhật và giờ anh đã trở thành cầu thủ của Real Madrid. Trong buổi lễ ra mắt trước đông đảo cổ động viên Real Madrid trên sân Bernabeu, Enric đã không kìm nén được cảm xúc. Chàng trai người Brazil bật khóc nức nở và bố mẹ anh cũng đã rơi nước mặt khi hiện diện ở ngày trọng đại của cậu con trai. Enric nói, thật điên rồ, tôi rất hạnh phúc. Từ khi còn nhỏ tôi đã luôn là fan của Real Madrid và bây giờ tôi sẽ chơi cho Madrid. Tôi rất sung sướng, gia đình tôi cũng vậy. Tôi không có từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình, tôi luôn muốn ở đây. Tôi muốn chơi cho Madrid, đó là một giấc mơ, hôm nay nó đã thành hiện thực. Tôi biết ơn tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hô vang. Tôi chắc rằng tất cả các bạn sẽ hô cùng tôi. 3, 2, 1, Hala Madrid. Tôi sẽ không nói dối. Tôi không ngờ lại có nhiều người hâm mộ đến sân đón tôi đến vậy. Trong khi đó, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid cho biết khoảnh khắc này là điều cậu mơ ước khi còn nhỏ. Niềm tin đó đã dẫn dắt cậu thực hiện ước mơ cả đời. Lối chơi và những bàn thắng của cậu đã khiến người hâm mộ phấn khích và Madrid rất vui khi có cậu là thành viên trong gia đình này. Buổi lễ ra mắt của ngôi sao người Brazil còn có sự xuất hiện của chủ tịch Florentino Perez. Người đứng đầu đội bóng chủ sân Bernabeu cho biết, tôi tin rằng những cầu thủ tài năng đến từ Brazil sẽ thành công tại Real Madrid giống như các Rodrigo, Vinicius đã làm. Chào mừng Enric đến với ngôi nhà thứ hai. Theo quy định của FIFA, Enric có quyền ký hợp đồng với Real Madrid dù chưa đủ tuổi vị thành niên. Song cầu thủ chỉ có thể chính thức thi đấu cho nhà đương kim vô địch châu Âu khi bước sang tuổi 18.